Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share, để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. Vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe tiếp. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn biểu lộ của Cự Quỷ Vương thì nội tâm nhẹ nhõm, trả lời đến cuối cùng dần dần khổ sở. Hết lần này tới lần khác trong quá trình vẫn không quên định nọt Cự Quỷ Vương bất đắc dĩ càng nhiều, hắn nghe ra ý trong lời Bạch Tiểu Thuần, đây là muốn quyền. Người đấy Thôi thôi, ta sẽ bàn giao xuống dưới, về sau ngươi đảm nhiệm chức tổng quản." Cự Quỷ Vương vung tay lên, hắn đuổi Bạch Tiểu Thuần đi. Bạch Tiểu Thuần nghe có chức vụ tổng quản thì u mê. Nhưng suy nghĩ cũng không nhỏ, nội tâm phấn chấn, thân thể thả lỏng, lại lên tiếng lần nữa, "Vương gia, ba đại gia tộc dám phản loạn, lúc trước đuổi giết chúng ta. Thật đáng hận." Bạch Tiểu Thuần chừng mắt hắn nói xấu ba đại gia tộc trên thực tế cũng không phải hắn nhắm vào ba đại gia tộc mà là muốn dùng việc này làm nổi bật công lao bảo hộ cự quỷ vương. Cự quỷ vương nhìn Bạch Tiểu Thuần, hừ lạnh một tiếng, không nói gì, trong mắt xuất hiện hào quang. Bạch Tiểu Thuần thấy mục đích đã đạt được, không có tiếp tục mở miệng, hắn nhanh chóng cáo từ rời đi. Sau khi đi ra khỏi đại điện, gió thổi qua, sau lưng của hắn phát lạnh, lúc này thở ra một hơi trong đại điện nói chuyện như bình thường nhưng bạch tiểu thuần sợ hãi thật sự cảm giác hỉ nộ vô thường của cự quỷ vương làm hắn bị áp lực tuy ta nịnh nọt rất có tác dụng thiên xuyên vạn xuyên chỉ có bạch tiểu thuần ta nịnh nọt không xuôi đôi mắt bạch tiểu thuần chuyển động sau đó hắn suy nghĩ trọng điểm nên làm gì vào lúc này nhớ tới thái độ đám tiên hầu với mình bạch tiểu thuần lập tức vui vẻ không nhỏ chỉ cần để cự quỷ vương cao hứng về sau trong man hoang này ai dám chọc ta sau lưng ta là cự quỷ vương đấy bạch tiểu thuần nghĩ tới đây liền cao hứng lúc này ánh trắng rơi trên mặt đất bạch tiểu thuần bay khỏi pho tượng cự quỷ vương nội tâm của hắn cảm khái ta vốn không muốn ưu tú như vậy nhưng không có biện pháp đây là thiên ý đã chú định bạch tiểu thuần ta đường đường thiếu chủ nghịch hà tông vạn phu trưởng của trường thành cho dù trong man hoang vẫn quật khởi như thường Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ, hắn bị yêu tú của mình làm phiền não, lúc lắc đầu hắn đắc ý không che giấu được bay giữa thành cự quỷ. Ngày bình thường hắn là lính canh ngục mặc dù cũng có thể phi hành nhưng thực tế không có nhiều dũng khí, nếu đội tuần tra nhất định phải chấp pháp hắn cũng phải đáp xuống. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần vừa mới bay ra, lập tức đội tuần tra bốn phía bay tới cung kính ôm quyền với Bạch Tiểu Thuần, cũng thủ hộ chung quanh hắn. Việc này làm Bạch Tiểu Thuần sững sờ hắn nhanh chóng thích ứng đối với loại đãi ngộ này hắn phi thường hưởng thụ sau đó hắn ho khan xuất ra một khói ngọc giản và chắp tay sau lưng lúc này được đội tuần tra vây quanh hắn đi tới nhà một thiên hầu tòa nhà trong nội thành này là biệt viện của thiên hầu kia chiếm diện tích không nhỏ bên trong giả sơn dòng nước càng có trận pháp bảo vệ hoàn cảnh yên tĩnh bạch tiểu thuần vừa tới thiên hầu kia đã an bài xong cả rồi đám người hầu cung kính bái kiến bạch tiểu thuần Bạch Tiểu Thuần phi thường hài lòng với an bài như thế. Trong lòng cảm khái và đi vào bên trong. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Bạch Tiểu Thuần không lập tức dung nhập thiên nhân hồn kim thuộc tính. Thiên nhân hồn thứ năm này rất mấu chốt, cần bế quan nhất cổ tác khí đột phá Nguyên Anh. Hiện tại không phải thời điểm tốt để bế quan, nhất là ngày thứ hai, ý chỉ có quan hệ tới việc bổ nhiệm Bạch Tiểu Thuần làm tổng quản thành cự quỷ ban bố toàn thành, bị vô số người chú ý biết được. Bọn họ sững sờ với tin tức này tổng quản bạch hạo kia được bổ nhiệm làm tổng quản chức tổng quản này ta ở trong thành cự quỷ lâu như thế tại sao chưa nghe nói qua tổng quản tổng quản nói lớn thì phải nói quản cái gì nói nhỏ thì không quản cái gì cả nó nằm ở giữa thực quyền và hư chức đều xem vương ân bạch hạo đang có vương ân cuồn cuộn trong thành cự quỷ vô số thế lực đều phán đoán chức tổng quản này bạch tiểu thuần cũng nghe bổ nhiệm đã tới hắn suy nghĩ có nên đi ra ngoài khoe khoang hay không còn không chờ hắn ra ngoài lúc này đã có người tới nhà bái phòng những người bái phòng nối liền không dứt từ bốn đại thiên hầu còn có một ít hồn tu dưới quyền bọn họ trên cơ bản người có thế lực trong thành cự quỷ đều tới bái kiến mỗi người đều tặng đại lễ bạch tiểu thuần thu kinh tâm động phách nhìn danh mục qua tặng trái tim của hắn đập rộn ràng hắn líu lưỡi nhìn con số lễ vật nặng nhất chính là thiên hầu tên trần hải tặng tòa nhà cho hắn người này thân hình hơi béo trên mặt lúc nào cũng tươi cười thậm chí không thèm để ý tu vi và thân phận của mình hắn su nịnh và rất thân cận với bạch tiểu thuần trừ chuyện này ra thân phận và địa vị bạch tiểu thuần đột nhiên tăng lên người được lợi nhất là chu nhất tinh cùng lý phong nhất là chu nhất tinh xem như đã lập đại công cho bạch tiểu thuần hiện tại bạch tiểu thuần hoa lệ trở về chu nhất tinh khổ tận cam lai hắn kích động chạy tới bái phòng sau khi bạch tiểu thuần nhìn thấy chu nhất tinh biết hắn khoảng thời gian này không dễ chịu hắn cũng có ý định tổ kiến thế lực cẩu mình trong thành cự quỳ chu nhất tinh kích động sau khi Chu trừ mãn trí rời đi lập tức phát động thủ đoạn của hắn dùng bạch tiểu thuần làm ra hổ cho mình thời khắc trùng kiến sau đại loạn bắt đầu mua chuộc lòng người chiêu binh mãi mã lại kéo dài mấy ngày người bái phỏng mới chậm rãi thưa dần bạch tiểu thuần mới có thời gian ra ngoài tản bộ những nơi đi qua phàm là hồn tu nhìn thấy hắn đều cung kính bái kiến bạch tiểu thuần tâm hoa nộ phóng dứt khoát đi dạo thành cự quỷ một lần bái kiến bạch tổng quản bái kiến bạch tổng quản là bạch tổng quản lúc này xưng hô bạch tổng quản làm bạch tiểu thuần vênh váo Diễu võ dương oai đi lại các nơi, nội tâm vô cùng đắc ý, nhiều khi hắn nhớ lại lúc ở Linh Khê Tông, thường đứng một chỗ ho khan. Cố ý nhắc nhở người chung quanh Bạch tổng quản tới rồi. Mỗi khi như vậy âm thanh cung kính vang lên, nghe Bạch Tiểu Thuần càng đắc ý, hắn rất hưởng thụ việc này. Thậm chí hắn còn chuyên môn đi ma lao một chuyến. Lý Húc bất đắc dĩ nhưng chỉ có thể cung kính bái kiến, bồi tiếp Bạch Tiểu Thuần đi tham quan một vòng. Là đi thị sát công việc bạch tiểu thuần có cảm giác xoay người làm chủ nhân hắn đi trong ma lao với bộ dạng chỉ điểm sơn hà còn có bốn đại hắc tiên của bốn khu đều chen chúc sau lưng bạch tiểu thuần bọn họ nhìn bạch tiểu thuần nội tâm vô cùng hoảng hốt nhất là nghĩ tới bạch tiểu thuần trước đó đầu tiên là lính canh ngục sau đó phạm nhân bây giờ lại trở thành bạch tổng quản nhất là tôn bằng khu đinh hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Tuy Bạch Tiểu Thuần nhớ tình bạn cũ, lần này tới khu đinh thị sát rất tán thưởng, tôn bằng kích động rất lớn. Đặc biệt là tiểu đội thứ 9, Bạch Tiểu Thuần càng nhớ tình bạn cũ. Thậm chí điểm danh bảo đội trưởng thứ 9 gặp mình, phần vinh quang này làm đội trưởng thứ 9 hưng phấn. Bạch Mỗ có cảm tình với Ma Lao, nơi này từng là nhà của ta. Ta có tình cảm sâu nhất với nơi đây. Bạch Tiểu Thuần cảm khái than thở một tiếng đám người phía sau không tự chủ cảm động nhao nhao hưởng ứng nhất là khi bạch tiểu thuần trở lại khi đinh hắn nhìn nơi ở cũ của mình mà nhớ lại chính tại chỗ này bạch mỗ muốn từ bỏ tất cả một lần nữa về nơi đây làm lính canh ngục hắn nói lời này làm đám người chung quanh động cung nhao nhao khuyên bảo tổng quản đại nhân tuyệt đối không thể như vậy lão nhân ra trăm công ngàn việc thần ở chức nặng gánh vác hưng suy của thành tự quỳ Đúng vậy, tổng quản đại nhân, thành cự quỷ có thể không có lính canh ngục tuyệt đối, không thể thiếu tổng quản. Nhìn thấy đám người lên tiếng, Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ và thở dài. Thôi thôi, nếu tất cả mọi người nó vây ta cũng chỉ có thể từ bỏ lý tưởng của ta, tất cả cũng vì vương gia, vì thành cự quỷ. Đám người đứng nghiêm, ánh mắt cảm động nhìn Bạch Tiểu Thuần, có không ít người đang khóc. Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng, cảm thấy mình nói hơi quá, thật sự là quá say mê. Thế là kết thúc lần thị sát này, lúc chuẩn bị rời đi, hắn nhìn Lý Húc đi theo bên người, từ đầu đến cuối sắc mặt mất tự nhiên thậm chí có chút khó coi. Lý Húc bản tổng quản muốn phê bình ngươi, ngày đó lúc vương gia nguy hiểm, chỉ có một mình ta đang bảo vệ, ngươi đi nơi nào. Bạch Tiểu Thuần không vui, hắn đi một vòng lớn như thế, Lý Húc không có chút biểu thị nào, thế thì cũng thôi, từ đầu tới cuối đều nghiêm mặt, việc này làm hắn bất mãn. Ngày đó, ti chức đi tới chỗ vô thường công. Lý Húc trầm mặc một lát sau, cắn răng mở miệng. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hàn mang nhìn chằm chằm Lý Húc, sau nửa ngày hắn nói một câu. Vương gia nguy cơ, ngươi lại đi tới chỗ vô thường công, Lý Húc. Ngươi thật sự tận trung với cương vị công tác. Sắc mặt Lý Húc đại biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, sau khi phát giác hàn quang trong mắt Bạch Tiểu Thuần, hắn hô hấp dồn dập biết mình trạng thái không đúng sắc mặt từ đầu đến cuối khó coi đây không phải vấn đề của bạch tiểu thuần mà là tâm tính của mình không thay đổi thậm chí câu nói vừa rồi đã đắc tội với đối phương vừa nghĩ tới thân phận của bạch hạo hiện tại lý húc lập tức hối hận hắn lập tức ôm quyền cung kính bạch tiểu thuần cũng không phải loại người tính toán chi ly hắn không có thù hận với lý húc bởi thái độ của đối phương trước mặt nhiều người làm bạch tiểu thuần không nhịn được hiện tại thấy đối phương hạ thấp tư thái, hắn cũng gật đầu buông tha, tùy ý nói một câu liền rời đi. Mấy ngày sau, Bạch Tiểu Thuần không có yên tĩnh, tiếp tục diễu võ dương oai đi khắp thành. Cùng lúc đó hắn tự nhiên không quên thù hận ba đại gia tộc đuổi giết mình. Tính cách của hắn không nói có thù tất báo, chỉ khi nào nắm giữ quyền thế, mỗi lần nhớ tới ba đại gia tộc đều tức giận, hết lần này tới lần khác cự quỷ vương có an bài khác. Ngoại trừ diệt sát lão tổ Thái Gia Gia, lão tổ Bạch Gia và Trần Gia chỉ bị bắt giữ, cũng tạm thời chưa xử lý ba đại gia tộc. Bạch Tiểu Thuần nhịn mấy ngày. Hắn không nhịn được ám chỉ thế lực khắp nơi lấy lòng mình, thế là rất nhanh, trong thành cự quỷ xuất thủ trong bóng tối áp chế ba đại gia tộc. Lại qua mấy ngày, đến lúc cự quỷ vương thấy Bạch Tiểu Thuần những ngày qua không có việc gì đắc chí đi khắp nơi cũng không nhịn được sau khi gọi Bạch Tiểu Thuần tới gian dậy một phen. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới ủy khuất trở về nhà, hắn ở trong mật thất bế quan cầm thiên nhân hồn tu hành. Hắn không phải quên tu luyện, sau khi trở thành Bạch Tổng Quản, hắn nhịn không được muốn đi khoe khoang, dù sao trước đó trong thành cự quỷ này, thân phận của hắn quá thấp. Bây giờ biến hóa phải đi rêu rao một phen. Lúc hắn tu hành, cự quỷ vương cũng bất đắc dĩ, những ngày qua Bạch Tiểu Thuần cáo mượn oai hùng, hắn thấy rõ ràng, cũng hiểu sâu hơn về tính cách của Bạch Tiểu Thuần. Tên Tiểu Hoạt đầu này. Có đôi khi nhìn tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, có thời điểm lại như đứa bé. Cự Quỷ Vương lắc đầu, nhưng sâu trong lòng càng yên tâm về Bạch Tiểu Thuần không ít, Bạch Tiểu Thuần như vậy, mặc dù làm người ta bất đắc dĩ nhưng cẩn thận suy nghĩ cũng có điểm đáng yêu. Trọng yếu nhất, ưa thích khoe khoang nói rõ người này không có khả năng phản bội, dù sao tất cả của hắn đang có đều là do mình thi ân. Về phần Bạch Tiểu Thuần âm thầm ra tay đối phó ba đại gia tộc cự quỷ vương cũng nhìn vào trong mắt không có để ý chỉ là việc nhỏ mà thôi tuy bạch hạo quá lười biếng tu hành không cho hắn áp lực bạch hạo sẽ không đi tu luyện rõ ràng là ưa thích hưởng thụ ánh mắt cự quỷ vương nhìn về căn nhà của bạch tiểu thuần trong miệng nói nhỏ lúc này ngay cả hắn cũng không phát giác từ sau khi mang theo bạch tiểu thuần về tới thành cự quỷ thái độ của hắn đối đãi bạch tiểu thuần đã khác với những người khác lúc này trong mật thất bế quan bạch tiểu thuần thở sâu giữ vững tinh thần hắn áp chế đắc ý khi thân phận biến hóa trong mắt bình tĩnh trở lại nhìn thiên nhân hồn trong tay ánh mắt của hắn do dự và chờ mong đây là thiên nhân hồn cuối cùng ta cần sau khi dung nhập nó vào trong người ngũ hành thiên nhân hồn đã đầy đủ ta chờ đột phá lâu như thế cũng sắp tới rồi ánh mắt bạch tiểu thuần mang theo kích động và ước mơ cầm thiên nhân hồn hắn đặt vào ngực của mình oanh khi dung nhập thiên nhân kim hồn, khí tức của Bạch Tiểu Thuần nặng nề, vận chuyển tu vi trong cơ thể, cảm giác quen thuộc xuất hiện trong lòng. Loại cảm giác thân thể sắp bị phân liệt cũng bao phủ khắp toàn thân. Hắn khoanh chân ngồi đó, thân thể xuất hiện trùng điệp nhìn kỹ. Bao quát bản tôn có thể nhìn thấy năm Bạch Tiểu Thuần đang chồng lên nhau, theo thời gian trôi qua, dần dần cái bóng thứ năm cũng từ từ rõ ràng. Tiếng oanh minh vang lên, Bạch Tiểu Thuần mở mắt và bấm niệm pháp quyết. Phần thân, ra ầm 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 tiếng nổ ngập trời xuất hiện năm đại phân thân thoát ra khỏi bản tôn bọn chúng vờn quanh bản tôn bạch tiểu thuần trên người phân thân và bản tôn bạch tiểu thuần sinh ra uy áp đáng sợ bất kỳ một phân thân nào đều có tu vi kết đan đại viên mãn đủ dung chuyển nguyên anh sơ kỳ thiên đạo nguyên anh mặc dù còn không có xuất hiện nhưng thực lực biến hóa kinh thiên động địa tiếp đó chính là thiên đạo nguyên anh trong mắt bạch tiểu thuần mang theo hào quang thiên đạo nguyên anh quá khó khăn khó không chỉ cần năm cái thiên nhân hồn năm cái thiên nhân hồn này có thuộc tính không trùng nhau nhất định phải là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đều đủ mà việc này đã tăng độ khó lên rất lớn dù sao tại đại lục thông thiên thiên nhân hồn cực kỳ hiếm thấy bạch tiểu thuần cũng cơ duyên xảo hợp mới có thể đi tới bước này Linh Khê Tông cho hắn một cái, Đỗ Lăng Phỉ cho hắn một cái, tạm thời không nói hai cái này, từ cái thiên nhân hồn thứ ba, Bạch Tiểu Thuần đã phải trả cái giá thật lớn. Vì cái thiên nhân hồn thứ ba, hắn trải qua cửu tử nhất sinh trong mê cung, càng bị truyền tống đến man hoang, cái thiên nhân hồn thứ tư, hắn đắc tội Bạch ra, suýt nữa đã tử vong. Về phần cái thiên nhân hồn cô ối cùng, cũng phải bỏ ra cái giá thật lớn mới có trước mắt, sau khi dung nhập thiên nhân hồn, tạo thành năm đại phân thân, Bạch Tiểu Thuần hồi tưởng từng chuyện trước kia, trái tim hắn đập nhanh hơn, hắn nhìn năm đại phân thân, hắn hít sâu một hơi. Não Hải hiển hiện lại chuyện trong mê cung, nhìn thấy phương pháp miêu tả tấn thân tiên đạo nguyên anh trên tấm bia đá. Dung nhập năm phân thân vào trong cơ thể, dung làm một thể với bản tôn, liền có thể xông phá kim đan, bước vào nguyên anh bạch tiểu thuần nhắm mắt lại việc này đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu không cho phép có chút sai lầm nào trong đầu bạch tiểu thuần không ngừng suy nghĩ trong mắt của hắn xuất hiện thần thái quả quyết kim mộc thủy hỏa thổ trước dung kim thân tu vi trong người bạch tiểu thuần bộc phát ba động kim đan đại viên mãn sinh ra kim đan cuồn cuộn biến thành uy áp bao phủ mật thất bạch tiểu thuần nhìn thiên nhân hồn phân thân kim thuộc tính bên người kim phân thân ngẩng đầu nhìn về phía bản tôn không do dự chút nào chỉ trong nháy mắt trực tiếp hóa thành kim quang bay thẳng vào mi tâm bản Tôn Bạch Tiểu Thuần. Lúc này không ngừng phân giải, trong nháy mắt kim quang sáng ngời. Lúc này ngũ hành kim lực tuần hoàn trong người Bạch Tiểu Thuần. Não hải Bạch Tiểu Thuần nổ vang, thân thể run rẩy, hắn cảm nhận được ngũ hành kim lực đang tuần hoàn khắp người. Lại chui thẳng vào trong kim đan, cũng không phải oanh kích mà là xuyên thấu kim đan, trực tiếp liền biến mất bên trong. Kim đan của Bạch Tiểu Thuần run rẩy, cảm giác huyền diệu khó giải thích từ trong kim đan truyền ra ngoài, khí tức mang theo sinh cơ rất mạnh, dường như ảnh hưởng tới toàn thân Bạch Tiểu Thuần. Đang thuế biến thân thể hắn, có nhiều phù văn màu vàng trống rỗng xuất hiện chung quanh kim đan, trên mặt Bạch Tiểu Thuần sinh ra khí thế thần thánh không thể xâm phạm. Cũng không trôi qua bao lâu, ngoài kim đan của Bạch Tiểu Thuần xuất hiện phù văn càng ngày càng nhiều, cùng lúc đó bên trong kim đan của Bạch Tiểu Thuần bạo phát ra ngũ hành kim lực, ngũ hành kim lực quá mạnh. Nó vừa bộc phát đã muốn nổ nát kim đan của Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí kinh mạch trong cơ thể của hắn đang bị kim lực bao phủ, dường như thân thể không chịu nổi muốn tan rã. Một khi không cách nào áp chế, như vậy Bạch Tiểu Thuần hẳn phải chết không nghi ngờ, lập tức hình thần cầu diệt. Mắt thấy nguy cơ, đúng lúc này Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra. Ánh mắt sắc bén nhìn hỏa phân thân, Tình Thắng Kiên cho nên hỏa khắc kim. Bạch Tiểu Thuần quát lớn, hỏa phân thân lập tức hóa thành biển lửa nhỏ chui vào mi tâm Bạch Tiểu Thuần, trong nháy mắt cũng bao phủ thân thể của hắn. Bị hỏa diễm thiêu đốt, ngũ hành kim lực bị khắc chế, khi ngũ hành hỏa lực du tẩu trong người, sau khi áp chế kim lực trong gân mạch. Ngũ hành hỏa lực lại chui vào trong kim đan của Bạch Tiểu Thuần tiếng nổ vang lên ngũ hành hỏa lực hóa thành biển lửa vờn quanh kim đan trong nháy mắt nó như muốn hòa tan kim đan phù văn màu vàng rung động ngũ hành kim lực trong kim đan bị ngũ hành hỏa lực khắc chế lại nó không thể tạo thành tổn thương lên kim đan nhưng tương tự ngũ hành kim lực tuy bị áp chế không tạo thành tổn thương ngũ hành hỏa lực bộc phát kim đan của bạch tiểu thuần sắp vỡ vụn nguy cơ không được giải trừ trong chớp mắt kim đan biến thành hỏa đan trong đó nhiệt độ cực cao thân thể bạch tiểu thuần đổ mồ hôi như mưa trong biển lửa phong ấn hỏa diễm một khi nổ tung sẽ thiêu đốt toàn thân chẳng những nguy cơ không giảm bớt nó còn mạnh hơn trước thần thái bạch tiểu thuần chấn định hắn biết mình không được bối rối tất cả đều phải hoàn thành theo trình tự lúc này hắn nhìn sang thủy phân thân chúng thắng quả cho nên thủy khắc hỏa oanh thủy phân thân của bạch tiểu thuần thủy hóa thành hào quang màu lam nhìn kỹ nó là một giọt nước màu lam thâm thúy tuy chỉ một giọt nhưng lại ẩn chứa biển nước vô tận chui vào mi tâm bạch tiểu thuần giống như cây sắt bị nung đỏ nhúng vào nước lạnh ngũ hành thủy lực bao phủ toàn thân bạch tiểu thuần áp chế hỏa lực sau đó bao trùm hỏa đan trực tiếp xung nhập vào bên trong và phá giải nguy cơ ngũ hành thủy lực bộc phát toàn thân bạch tiểu thuần như sắp hòa tan dường như tất cả khí quan trong người hóa thành biển nước loại ăn mòn này rất đau đớn đôi mắt bạch tiểu thuần đỏ rực hắn hét lớn thực thắng hư cho nên thổ khắc thủy lời nói vang vọng trong nháy mắt thổ phân thân dung nhập vào trong người thân thể bạch tiểu thuần run rẩy đôi mắt đỏ rực thổ lực bao phủ toàn thân thân thể như sắp bị đồng hóa trở một phần của thân thể chuyên thắng tán cho nên mộc khắc thổ hắn quát lớn, khi mộc phân thân tiến vào trong người, thân thể bạch tiểu thuần đã tồn tại năng lực của ngũ hành, trước mắt mộc lực khắc chế thổ lực kim đan của hắn hóa thành một viên mộc đan. Bạch tiểu thuần không chút bối rối, thậm chí trong mắt của hắn mang theo chờ mong rất lớn, hắn giống thật to. Cường thắng nhu cho nên kim khắc mộc. Trong nháy mắt hắn nói câu này, kim thuộc tính chi lực bị áp chế trong kim đan bạo phát lần nữa, mộc thuộc tính chiếm cứ ưu thế lại bị áp chế. Nhưng trong nháy mắt quật kim thuộc tính quật khởi bị hỏa thuộc tính áp chế, sau đó hỏa bị thủy khắc, thủy bị thổ khắc, thổ bị mộc khắc. Tất cả đã tạo thành tuần hoàn. Lấy kim đan bạch tiểu thuần làm vật trung gian, bỗng nhiên vận chuyển, dưới quá trình vận chuyển, ngũ hành dung hợp hoàn mỹ. Đây chính là nguyên nhân vì sao Thiên Đạo Nguyên Anh cần ngũ hành thiên nhân hồn, nếu như trong tình huống không có ngũ hành thiên nhân hồn. Thiếu khuyết một trong bốn cái đều làm người nếm thử đột phá tu vi thân tử đạo tiêu chỉ có ngũ hành viên mãn mới có thể hình thành trạng thái tuần hoàn hoàn mỹ sau khi vận chuyển tuần hoàn chín chu thiên bạch tiểu thuần ngẩng đầu thét lớn trong nháy mắt hắn thét lớn tu vi tăng lên với tốc độ phi phàm dưới tình hình không ngừng tăng mạnh kim đan vỡ vụn sau khi kim đan vỡ tan liền có một tiểu nhân giống bạch tiểu thuần như đúc tên tiểu nhân này chính là nguyên anh vào lúc nó vừa xuất hiện liền sinh ra hào quang năm màu ngũ hành chi lực ở trong cơ thể nó vận chuyển hoàn mỹ khí tức dung chuyển thiên địa bộc phát trên người nguyên anh nếu như có tu sĩ nguyên anh khác thấy cảnh này nhất định nghẹn ngào kinh hô bởi vì lấy kết anh đan hình thành nguyên anh xưng là phàm anh chẳng những mơ hồ nó càng đục ngầu giống như phàm nhân nếu dùng thiên thú hồn hình thành nguyên anh thì không mơ hồ cũng không đục ngầu trọng yếu nhất nó căn cứ và tư chất và công pháp tự thân hình thành kim mộc thủy hỏa thổ, một loại trong năm loại thuộc tính sẽ hóa thành thần quang bao phủ thân thể. Đó đã được xem là cực hạn, chỉ có thiên đạo Nguyên Anh trong truyền thuyết mới hoàn mỹ không tì vết, chẳng những óng ánh sáng long lanh, trọng yếu nhất trời sinh có ngũ hành thần quang hoàn chỉnh. Ngũ hành thần quang chính là bản mệnh thần quang, chẳng những không bị công pháp ngũ hành khắc chế, càng kinh người hơn, một khi bộc phát liền có thể áp chế tất cả Nguyên Anh mặc kệ là phàm đạo hay thiên thú hồn, chúng đều bị áp chế. Tất cả tu sĩ cùng cảnh giới giao thủ với thiên đạo Nguyên Anh đều bị suy yếu ba thành nếu là hạng người tâm trí không kiên, thậm chí Nguyên Anh run rẩy Tu vi không thể vận truyền Nguyên Anh như này, cơ hồ không có, đây chính là thiên đạo Nguyên Anh. Trong tiếng nổ mạnh Nguyên Anh mở mắt ra, trong nháy mắt nó mở mắt ra, thành cự quỷ xuất hiện tiếng lôi điện vang vọng cửu thiên. Ẩm ẩm, dưới tiếng sấm nổ, Nguyên Anh trong người Bạch Tiểu Thuần xuất hiện khí tức thiên đạo, nó hiển hiện đường hoàng giống như thiên lôi dung chuyển tám phương. Ngũ hành viên mãn thiên đạo Nguyên Anh. Bạch Tiểu Thuần kích động, hai mắt từ từ mở ra, hắn cảm giác kim đan trong người biến thành Nguyên Anh. Tiểu nhân Nguyên Anh đang tĩnh tọa toàn thân sinh ra khí tức vô cùng thần thánh. Càng có ý cảnh thiên đạo ẩn chứa bên trong, loại Nguyên Anh này làm người ta phải than thở đố kỵ trên người nguyên anh sinh ra ba động đáng sợ dung nhập trong kinh mạch tu vi mênh mông trong người làm bạch tiểu thuần cũng phải ngạc nhiên thân thể bạch tiểu thuần hơi run rẩy hắn nhìn chung quanh mọi thứ trong mắt hắn không giống nhau thế giới này sáng hơn trước cùng lúc đó hắn cảm giác thân thể mình trở nên thông thấu trong trong ngoài ngoài đã được tẩy rửa một phen tu vi mênh mông càng làm bạch tiểu thuần mừng rỡ không thôi hắn có thể nhìn thấy một bản thân khác của mình so với trước kết anh cả hai không so sánh nổi thậm chí hắn có tự tin cho dù gặp tộc trưởng bạch gia cũng có thể tát một cái nghiền ép ngay lập tức đây chính là thiên đạo nguyên anh bạch tiểu thuần vô cùng hưng phấn thậm chí hắn không dám tin tưởng hắn đã phát nguyên anh của mình lúc này còn mạnh hơn nguyên anh khác vô số lần mỗi khi hít thở cũng có thể làm hư vô dung truyền một ánh mắt cũng hóa thành uy áp thực chất làm tâm thần người khác rung động mà trọng yếu nhất sau khi trở thành nguyên anh, linh thức của hắn biến thành thần thức cái gọi là thần thức là ẩn chứa linh hồn bản thân. Có thể thuấn di trong phạm vi thần thức, thần trí của ta tăng lên rất nhiều. Bạch tiểu thuần chờ mong, đột nhiên hắn bộc phát thần thức bao phủ phạm vi mười dặm. Tất cả mọi thứ trong phạm vi mười dặm đều nằm trong lòng, bạch tiểu thuần kích động. Hắn phát hiện thần trí bản thân chưa bộc phát hoàn toàn, hắn lại lan ra chung quanh, phạm vi bao phủ tăng lên trăm dặm tới đây vẫn chưa đạt tới cực hạn bạch tiểu thuần cũng phải kinh hãi hắn có tiếp tục khuếch tán nhưng nghĩ lại liền từ bỏ ý này dù sao nơi này cũng là man hoang có giữ lại một ít vẫn nên làm quá mạnh bạch tiểu thuần thu hồi thần thức hắn hít thở dồn dập hắn cảm nhận tu vi của mình tăng cao toàn phương vị bạch tiểu thuần vô cùng hưng phấn trong đôi mắt còn mang theo vui mừng như điên nhất là sau khi hắn phát hiện sinh cơ của mình bàng bạc tới mức không thể tưởng tượng bạch tiểu thuần kích động khó kiềm chế sinh cơ này trời ạ à, thọ nguyên của ta ta cho dù hiện tại ta không làm gì ta đoán cũng có thể sống mấy ngàn tuổi bạch tiểu thuần cao hứng toàn thân run rẩy mộng tưởng lớn nhất đời hắn là trường sinh mặc dù còn chưa đạt tới nhưng lại bước ra một bước dài vừa nghĩ tới mình sống mấy ngàn tuổi bạch tiểu thuần không kiềm được nước mắt vui sướng đáng giá tất cả đều đáng giá bạch tiểu thuần ngửa mặt lên trời cười to khoa tay múa chân hắn đang muốn xuất quan xem mình mạnh bao nhiêu đột nhiên hắn biến sắc không thể kết thúc bạch tiểu thuần phát hiện cơ thể có biến hóa vào lúc hắn đột phá trong người hắn còn một viên đan sinh ra biến hóa đó là bất tử kim cương đan kim cương đan do bất tử quyển tầng thứ ba hình thành từ khi bạch tiểu thuần không ngừng tu luyện bất tử quyển tầng thứ ba tràn ngập vô số cấm chế chi lực bất tử kim cương đan trong người hắn vỡ vụn bạch tiểu thuần hít sâu một hơi ánh mắt sinh ra hào quang sáng ngời muốn nhờ tu vi đột phá đánh tan gông cùm tầng thứ ba bạch tiểu thuần khoanh chân ngồi xuống bất tử cấm đã đại viên mãn hắn đã chạm tới gông cùm xiềng xích trước mắt khi tu vi đột phá bất tử kim cương đan vỡ vụn sinh cơ trong người bạo phát oanh Bạch Tiểu Thuần rung động, hắn cảm giác trong người mình dường như có ba ngọn núi lớn, ba hòn núi lớn này hạn chế lực lượng thân thể của hắn. Trước mắt sinh cơ bộc phát, kim cương đan không ngừng vỡ vụn, ba ngọn núi đè lên người hắn cũng sụp đổ, gông cùng thứ ba tan nát. Bành bành ầm ầm, trong người Bạch Tiểu Thuần có tiếng nổ ngập trời, bị sinh cơ oanh kích nhiều lần, rốt cục bất tử kim cương đan hoàn toàn vỡ vụn, sinh cơ chi lực quét ngang tâm thần bạch tiểu thuần xuất hiện tiếng ken két dường như ngọn núi sụp đổ ngay cả xiềng xích cũng bị phá vào lúc đánh tan tầng gông cùng xiềng xích tầng thứ ba toàn thân bạch tiểu thuần thả lỏng lực lượng nhục thân bộc phát lực lượng thân thể bộc phát chiến lực không ngừng tăng lên cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có bạch tiểu thuần kích động tiến lên một bước trong chốc lát âm thanh phá không vang lên thân ảnh bạch tiểu thuần biến mất lúc hắn xuất hiện đã ở cách đó mấy ngàn trượng nhục thân phá không bạch tiểu thuần rất thoải mái ngửa mặt lên trời cười to vừa rồi hắn không dùng nguyên anh thuấn di chỉ nhục thân cũng có hiệu quả tương tự thuấn di loại chuyện này để người khác nhìn thấy nhất định vô cùng kinh hãi phải biết giữa nguyên anh giao chiến với nhau thuấn di quá trọng yếu cho nên có rất nhiều thủ đoạn nhắm vào thuấn di nhưng phần lớn là biện pháp phong tỏa hư vô biện pháp nà không dùng được với bạch tiểu thuần bởi vì nhục thể của hắn có thể phá không vào lúc này thân thể của hắn cường hãn đến trình độ làm người ta hoảng sợ có thể quét ngang tất cả phàm đạo nguyên anh mặc cho phàm đạo nguyên anh có thủ đoạn như thế nào cho dù phàm đạo nguyên anh cực hạn phàm đạo nửa bước thiên nhân hắn vẫn có thể nghiền ép như thường cho dù gặp nguyên anh đại viên mãn dùng thiên thú hồn kết thành cũng bị hắn đánh bại một khi hắn đến nguyên anh trung kỳ như vậy cho dù thiên thú hồn nguyên anh cực hạn chỉ cần đối phương không vượt qua AJDG viên mãn thiên thú hồn nửa bước thiên nhân, lại không có đòn sát thủ thiên nhân, như vậy hắn cũng có thể nghiền ép. Mà thiên thú hồn nửa bước thiên nhân, Bạch Tiểu Thuần chưa đấu qua, nhưng hắn có lòng tin, cho dù không thể nghiền ép, đánh bại là không thành vấn đề. Nghiền ép và đánh bại là hai loại khái niệm khác nhau, nghiền ép là không quản hắn chiến đấu thế nào, một chỉ cũng có thể như trời sập xuống. Từ đó đánh bại mà không cần tốn sức phải biết hắn mới là nguyên anh sơ kỳ nếu như hắn đến nguyên anh đại viên mãn như vậy hắn còn mạnh cỡ nào ta thật sự quá mạnh bạch tiểu thuần vỗ ngực của mình hắn cảm nhận tu vi bản thân trong lòng của hắn đắc ý tới mức sắp nổ tung bạch tiểu thuần cười ha hả bộ dạng bế nghễ thiên hạ hắn ngạo nghễ lên tiếng từ nay về sau nguyên anh trở xuống ai dám lớn tiếng nói chuyện với ta Bạch Tiểu Thuần đắc ý duy trì trạng thái bế nghệ thiên hạ, sau nửa ngày, hắn thở sâu, nghĩ đến bất tử quyền tầng thứ tư, hai mắt hắn nóng bỏng. Đáng tiếc ta không có công pháp nguyên anh, lại có công pháp tu luyện nhục thân. Bất tử trường sinh công, bất tử quyền tầng thứ tư, bất tử cốt. Bạch Tiểu Thuần thì thào, não hải xuất hiện giới thiệu về bất tử quyền tầng thứ tư, bất tử quyền có năm tầng tất cả, theo thứ tự là da, thịt, gân, xương, máu. Càng về sau càng cường hãn, nhất là bất tử quyền tầng thứ tư bất tử cốt, luyện xương cốt toàn thân, tập hợp lực phòng ngự và tấn công cùng thuế biến. Sau khi Bạch Tiểu Thuần ý thức được liền hưng phấn, bất tử bì là phòng hộ, bất tử nhục là lực lượng, bất tử cân là tốc độ. Mà bất tử cốt chính là dung hợp lực phòng ngự và lực lượng tạo thành lực bộc phát. Bạch Tiểu Thuần an định tâm thần, hắn nhớ giới theo bất tử cốt, hắn biết bất tử cốt chia làm bốn cấp độ và cửu trọng thiên thối cốt, lực cốt, thiên cốt, bất tử cốt. Thối cốt, toàn thân thuế biến, phòng hộ bộc phát. Lực cốt, lực lượng tăng lên, kinh thiên động địa. Thiên cốt, lực lượng dung hợp với phòng hộ, thương khung khó lai. Like. Cuối cùng là bất tử cốt. Một khi tu thành, hồn có thể vẫn, cốt bất diệt. Hồn có thể vẫn, cốt bất diệt. Đây mới là công pháp phù hợp theo đuổi của ta, bất tử trường sinh công. Bất tử quyển là công pháp bất tử bạch tiểu thuần càng kích động nhất là nghĩ đến bất tử quyền tầng cuối cùng bất tử huyết hắn càng điên cuồng bởi vì giới thiệu về bất tử huyết chỉ có một câu một giọt máu còn tồn tại thì có thể ngưng thân nhất định phải tu thành bất tử cốt sau đó tu luyện bất tử huyết bạch tiểu thuần thở sâu hắn phấn chấn xem bí pháp bất tử cốt phải biết bất tử quyền mỗi một tầng đều có bí pháp toái hầu tỏa hám sơn tràng bất tử cấm ba đại bí pháp này có trợ giúp cực lớn với bạch tiểu thuần trước mắt bí thuật thứ tư khi bạch tiểu thuần tu luyện bất tử cốt cũng có thể sử dụng bất diệt đế quyền dùng lực lượng nhục thân dùng xương cốt làm căn cơ lấy thịt ra sức lấy ra làm bảo sau khi gia trì hóa thành bất diệt quyền ngưng tụ lực toàn thân vào một quyền có thể oanh thiên có thể diệt địa uy lực to lớn tuyệt đối không phải toái hầu tỏa hám sơn chàng có thể so sánh cảnh giới bất tử cốt uy lực bất diệt đế quyền cũng có khác biệt ở giai đoạn thối cốt chỉ đánh cơ sở bản thân, đánh ra bất diệt đế quyền uy lực gấp 2 lần, lực cốt có thể 3 lần, thiên cốt 4 lần. Về phần bất tử cốt, đó là bất diệt đế quyền gấp 5 lần. Thậm chí trên lý luận, bất diệt đế quyền không có hạn mức cao nhất, có thể đánh ra gấp bao nhiêu lần phải xem cực hạn của bản thân. Đây chính là bất diệt đế quyền, bí pháp bất tử quyền tầng thứ tư. Bất diệt đế quyền. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn, hai mắt sáng lên, trong đầu tự kỳ tình cảnh mình vận dụng bất diệt đế quyền oanh động tám phương. Thật lâu, Bạch Tiểu Thuần mới chậm rãi hít sâu một hơi, hắn hiểu bất diệt đế quyền chỉ có thể dùng làm đòn sát thủ, một quyền ngưng tụ lực toàn thân vào một chỗ. Sau khi không ngừng ra trì liền có uy lực thiên địa băng liệt nhưng tương tự, sợ rằng sau một quyền, bản thân cũng suy yếu. Cho nên bất diệt đế quyền chỉ có thể làm đòn sát thủ trước mắt bạch tiểu thuần cũng biết mình không thể vận dụng dù sao tiêu chuẩn thấp nhất dùng bất diệt đế quyền chính là thối cốt tam cảnh bất tử quyền tầng thứ tư bất tử cốt muốn tu luyện cần sinh cơ nhiều tới mức không tưởng tượng nổi tuyệt không phải ba tầng trước có thể so sánh nếu ở khu vực thông thiên hà ta còn có thể luyện dược tu hành bạch tiểu thuần vừa nghĩ tới khó khăn khi tu hành bất tử trường sinh công liền cau mày bây giờ đang trong man hoang tất cả đều cần cỗi cần tìm thứ thay thế sinh cơ mới được Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm, nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra biện pháp gì, thậm chí cũng cân nhắc dùng hồn dược. Đáng tiếc hồn dược có tác dụng như linh thạch với hồn tu trong man hoang, cũng có thể dùng tu sinh cơ trong đó thưa thất, dù sao cũng dùng hồn luyện ra. Cũng không phải không có cách xem như thiên tài địa bảo bình thường, một khi bị luyện linh hơn 10 lần. Một khi rèn luyện tới cực hạn, nó có tác dụng không tưởng tượng nổi. Đôi mắt bạch tiểu thuần sáng lên. Đây là biện pháp duy nhất hắn nghĩ tới hắn hít sâu một hơi và nhắm mắt lại bắt đầu dựa theo phương pháp tu luyện bất tử quyền tầng thứ tư bất tử cốt xương cốt toàn tân kêu ken két. Ban đầu âm thanh còn nhỏ, về sau rất mạnh qua nửa nén nhang, trong người bạch tiểu thuần xuất hiện tiếng ầm ầm như sấm sét. Nếu nghe cẩn thận có thể biết xương cốt bạch tiểu thuần đang kêu vang. Dường như xương cốt đang tiến hành biến hóa kỳ diệu nào đó trong biến hóa này huyết nhục trên cơ thể của hắn đang rung động như bị đè ép lúc này sinh cơ tập trung vào xương cốt của hắn xương cốt như hóa thành lỗ đen chúng sinh ra hấp lực kinh người thôn phệ sinh cơ khi nó thôn phệ xương cốt toàn thân bạch tiểu thuần đang thay đổi không qua bao lâu tiếng nổ vang lên thân thể bạch tiểu thuần dần dần run rẩy mồ hôi chảy xuống thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy nhục thân bạch tiểu thuần đang khô héo triệu chứng khô héo vừa hiện ra, bạch tiểu thuần mở mắt kết thúc tu hành, trong mắt có hào quang sinh ra. Không thể tiếp tục tu luyện, thời gian nửa nén hương lại hấp thu tất cả dược lực ta hấp thu nhiều năm qua toàn bộ ép khô hút đi. Tu luyện bất tử cốt quá kinh khủng. Nếu tiếp tục nữa sẽ hao tổn sinh cơ căn bản của ta. Bạch tiểu thuần thở ra một hơi, ánh mắt chấn kinh, hắn cúi đầu nhìn hai tay của mình đã thô hơn trước. Mặc dù còn chưa tới thối cốt nhất trọng. Ta có thể cảm giác lực phòng ngự của thân thể tăng lên một chút. Cảm giác này rất rõ ràng. Dường như sau khi rèn luyện xương cốt càng làm xương cốt thuần túy hơn trước. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một lát, hắn hít sâu một hơi, nghĩ nhiều cũng vô dụng, chỉ có thể tìm kiếm cơ duyên. Sau khi thu được đồ vật có sinh cơ lại tu luyện. Ta có thể cảm nhận nếu sinh cơ đầy đủ, như vậy tu luyện bất từ cốt một hơi tới cực hạn, trở ngại ta tu hành không phải thời gian mà là sinh cơ. Bạch Tiểu Thuần nói nhỏ, ánh mắt chớp động, sau đó hắn dần bình tĩnh cảm nhận tu vi bản thân, sau khi cẩn thận quan sát một phen, nguyên anh trong cơ thể hắn bộc phát khí thế đáng sợ. Ta nhớ trong kim đan trước kia có một tia ngự lực hôm nay trở thành nguyên anh, làm sao ngự lực không còn cảm giác. Bạch Tiểu Thuần trần chờ một chút, hắn không hiểu, suy nghĩ chẳng lẽ là do mình không có công pháp nguyên anh. Có chút đáng tiếc ngự nhân đại pháp của ta, có che giấu, ta không có cảm nhận được. Ngoài ra Thiên Đạo Nguyên Anh không biết có gì khác thường hay không? Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ, hắn hiểu về Thiên Đạo Nguyên Anh quá ít, trên thực tế trong thiên địa này, người hiểu Thiên Đạo Nguyên Anh, trừ hắn cũng chỉ còn Thiên Tôn. Sau nửa ngày, Bạch Tiểu Thuần ẩn ẩn có dự cảm, Thiên Đạo Nguyên Anh của mình vô cùng huyền diệu, còn cần mình dùng thời gian tìm hiểu. Như vậy không cần suy nghĩ ngự lực và bất tử trường sinh công trong màn hoang thiếu khuyết đan dược ta không có công pháp nguyên anh, muốn tăng tốc độ tu luyện cũng chỉ có một biện pháp. Ánh mắt bạch tiểu thuần xuất hiện hào quang, khóe miệng còn mang theo nụ cười chờ mong. Biện pháp này đối với người khác mà nói là cửu tử nhất sinh, nhưng đối với ta thì nó không có chút nguy hiểm nào. Trọng yếu nhất, biện pháp này có thể gia tăng tu vi của ta trong thời gian ngắn. Cả đời bạch tiểu thuần ta, cho tới bây giờ đều tu luyện với tốc độ cực nhanh, có thể xưng là bay vọt siêu cấp. Biện pháp này chính là luyện linh nguyên anh. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần quả quyết, hắn không do dự tay phải nâng lên điểm một chỉ. Quy văn oa xuất hiện, hắn dùng hồn có được từ mấy ngày thu lễ chuẩn bị hỏa diễm một màu tới hỏa diễm 14 màu, Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại tu vi thu liễm, đầu óc nổ vang. Nguyên anh trong cơ thể hắn mở mắt, nó lập tức xuyên qua nhục thân bay ra bên ngoài. Lúc mới xuất hiện, nguyên anh của Bạch Tiểu Thuần run run một ít hắn cảm nhập trong thiên địa có hàn khí mà bản thân nhục thân không biết Nguyên Anh lại cảm nhận được hàn khí rất rõ ràng. Hắn không khác gì phàm nhân trần chuồng đứng trong băng thiên tiết địa. Dường như Nguyên Anh lưu lại trong hàn khí thời gian dài sẽ tạo thành hậu quả không nghịch chuyển được cơ mờ đây là trực giác. Bạch Tiểu Thuần tin tưởng nó không sai. Trên thực tế đúng là như vậy, đối với Nguyên Anh mà nói trong thiên địa này có quá nhiều kỳ diệu có thể dồn nó vào chỗ chết, hàn khí này chỉ là thứ đầu tiên dù sao nhục thân mới là tàu thuyền không có nhục thân nguyên anh chẳng khác gì đứa bé ngâm trong nước bạch tiểu thuần không biết nếu như cảnh tượng nguyên anh xuất khiếu để những nguyên anh vừa tấn chức nhìn thấy tất nhiên sẽ kinh hãi khó mà tin được chỉ sợ sẽ có người rớt cả con mắt ra ngoài bởi vì vừa bước vào cảnh giới nguyên anh căn bản không có khả năng nguyên anh xuất khiếu cho dù cường đại tới mức nguyên anh xuất khiếu chi dù chỉ trong nháy mắt cũng bị hàn khí này trọng thương thậm chí cường giả nguyên anh trung kỳ có thể điều khiển nguyên anh xuất khiếu nhưng không dám ở thời gian lâu nhiều nhất một lát mà thôi tới khi nguyên anh hậu kỳ thậm chí đại viên mãn bản thân nguyên anh trưởng thành mới có thể thời gian dài chống cự hàn khí trong thiên địa nhưng không thể không nhìn muốn không nhìn chỉ có thiên nhân bạch tiểu thuần vừa mới bước vào nguyên anh cản nhưng có thể làm nguyên anh xuất khiếu hơn nữa cnf có lực chống cự không thể tưởng tượng nổi tất cả nguyên nhân chính là nguyên anh của bạch tiểu thuần là thiên đạo nguyên anh chết cóng ta nguyên anh run rẩy nó không nhịn được quay đầu nhìn nhục thân loại cảm giác này rất kỳ quái sau khi hắn nhìn vài lần mới thu hồi ánh mắt nó bay về phía quy văn oa tự động ngồi vào bên trong ta đang làm cái gì là tự mình nấu mình bạch tiểu thuần thấy là lạ nhẹ giọng lầm bầm một câu hiếu kỳ vươn bàn tay nhỏ của nguyên anh sờ lên quy văn oa hắn có cảm giác mình đang tự nấu mình Nấu liền nấu đi, ta cần mạnh hơn nữa. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần cổ quái, tay phải bấm niệm pháp quyết, lập tức hỏa diễm một màu bay tới, trong nháy mắt dung nhập trong Quy Văn Oa. Đồ văn trên Quy Văn Oa trực tiếp sáng lên, Bạch Tiểu Thuần có chút khẩn trương tâm thần bất định và bất an, trước kia hắn vô cùng tự tin. Nhưng bây giờ tự mình điều khiển vẫn có cảm giác hãi hùng khiếp vía, dù sao đây chính là luyện chính mình. Một khi xuất hiện ngoài ý muốn, hậu quả kia bạch tiểu thuần vừa nghĩ tới mình vừa đột phá không bao lâu liền như thế bao nhiêu năm sau cự quỷ vương nhớ tới chính mình và mở cái mật thất ra hắn có lẽ nhìn thấy trong quy văn oa có nguyên anh thật thơm vừa nhớ tới hình ảnh này bạch tiểu thuần cảm thấy lạnh hơn trong mắt mang theo hối hận và sợ hãi muốn bay ra khỏi quy văn oa suy nghĩ thêm một chút đột nhiên hào quang trong quy văn oa bạo phát ra ngoài bạch tiểu thuần hét lên một tiếng trong nháy mắt thân thể bị hào quang màu bạc bao phủ trực tiếp bao trùm vào bên trong lực lượng thiên địa từ trong quy văn oa xông vào nguyên anh của bạch tiểu thuần không cho phép hắn ngăn cản mảy may ầm ầm người ngoài không nghe được tiếng ầm ầm nó chỉ quanh quẩn trong đầu bạch tiểu thuần khi âm thanh biến mất sau khi quang mang màu bạc của quy văn oa mất đi nguyên anh của bạch tiểu thuần run dày bay ra ngoài lúc bay lên giữa không trung gương mặt nhỏ tái nhợt ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi vừa rồi hắn có cảm giác mình là con thuyền nhỏ trong đại dương tùy thời bị sóng giữ nhấn chìm thật là đáng sợ ta vì luyện linh đã liều cả mạng mình bạch tiểu thuần khẩn trương nội tâm không ngừng run rẩy vào lúc hắn muốn từ bỏ liền sững sờ đột nhiên cúi đầu nhìn trên nguyên anh của mình có một đạo ngân văn trong nháy mắt nhìn thấy ngân văn bạch tiểu thuần phát hiện ra nguyên anh của mình đã khác trước nếu như nói nguyên anh trước khi không luyện linh chỉ là hài nhi vừa ra đời như vậy hiện tại sau khi luyện linh một lần nó như hài nhi này trưởng thành một chút, biểu hiện là nguyên anh chi lực đã mạnh hơn chơ ức không ít. Thậm chí hàn khí trong thiên địa chung quanh tuy vẫn còn làm bạch tiểu thuần rét lạnh nhưng đã kém xa trước kia. Bạch tiểu thuần cảm xúc chập trùng, loại cảm giác nguyên anh trưởng thành giống như mình đã trải qua bế quan thời gian rất dài, hơn nữa còn có công pháp đỉnh cấp không ngừng thổ nạp. Mới có thể có được, mà bây giờ chỉ luyện linh một lần đã làm được. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới thiên địa chi lực rót vào trong Nguyên Anh, khi đó Nguyên Anh nổ tung, đầu óc hắn dần sáng tỏ. Đây thật sự là bí thuật gia tốc tu vi. Bạch Tiểu Thuần ngậm miệng, trong đầu nhớ tới lúc vừa tới Man Hoàng, thời điểm lần đầu nghe được tin tức người thừa kế Minh Hoàng đã nghe giới thiệu về luyện linh Nguyên Anh. Nếu có thể luyện linh Nguyên Anh tự thân 15 lần, liền có thể từ Nguyên Anh sơ kỳ đột phá bước vào Nguyên Anh trung kỳ, luyện linh 18 lần có thể bước vào Nguyên Anh hậu kỳ. Sau 20 lần thì có thể đạt tới nguyên anh đại viên mãn, càng không cần phải nói có nghe đồn nếu có thể luyện linh nguyên anh tự thân 21 lần. Có thể đột phá thiên nhân, không có khả năng thất bại. Bạch Tiểu Thuần kích động, suy nghĩ luyện nguyên anh bản thân hơi khác với những gì trải nghiệm trong địa cung, nhưng nghĩ đến nguyên anh là tồn tại đặc thù. Lúc này hắn nhìn hỏa diễm hai màu tới hỏa diễm 10 biun màu bên cạnh, dường như nhìn thấy tiền đồ sáng lạn, chúng sẽ giúp hắn đạt tới nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong hắn lại nhìn Quy Văn Oa, trong lòng trần chờ theo hồi ức Quy Văn Oa có xác xuất thành công tuyệt đối, lập tức quả quyết. Nhất định không có việc gì. Nếu không nếm thử thì ta không cam tâm. Nguyên Anh Bạch Tiểu Thuần lại bay vào trong Quy Văn Oa, bấm niệm pháp quyết chỉ vào hỏa diễm hai màu và bắt đầu luyện linh. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần đắm chìm trong bí pháp luyện linh Nguyên Anh, cũng không biết lần hắn luyện linh Nguyên Anh đã làm toàn bộ man hoang dung chuyển long trời lở đất. Cùng một thời gian khu vực trung tâm man hoang cách thành cự quỷ rất xa xôi nơi đó tồn tại một tòa thành trì từ quy mô nó vượt xa thành cự quỷ thành trì này lớn hơn thành cự quỷ vài chục lần toàn thân màu vàng mang theo quý khí không cách nào hình dung dường như có thể câu thông thương khung trên bầu trời có tường vân bao phủ nhìn chúng có mấy phần giống cự long đang du tẩu trên cao thành này là tòa thành trọng yếu nhất man hoang thành khôi hoàng phía đông quảng trường trong tòa thành có một tấm bia đá to lớn, tấm bia đá cao chừng 900 trượng. Toàn thân màu xanh và sinh ra hào quang nhu hòa. Hào quang này không bị bất cứ thần thông nào làm ảm đạm, dường như thiên địa diệt cũng không thể diệt hào quang. Thậm chí tắm rửa lâu dài còn có thể trợ giúp tăng tu vi, trên tấm bia đá có bảy tám chục cái tên. Mỗi cái tên vô cùng rõ ràng, chúng đại biểu cho mỗi thiên kiêu thanh danh hiền hách. Không nói, toàn bộ man hoang ai ai cũng biết nhưng cũng là người nổi danh. Tấm bia đá này chính là tấm bia đá tuyển người thừa kế minh hoàng. Từ khi bắt đầu cho tới khi tiền nhận minh hoàng chấm dứt, người xếp đầu tiên trên tấm bia đá chính là người thừa kế minh hoàng, việc này đã sớm oanh động truyền khắp man hoang. Cho nên cái tên này được vô số người chú ý. Hiện tại người đứng đầu có tên là Công Tôn Dịch, phía sau cái tên còn có con số 7. Điều này đại biểu hắn luyện linh nguyên anh tự thân 7 lần. 7 lần luyện linh nguyên anh mà không chết bản thân hắn đã đủ nghịch thiên, đủ làm vô số người rung động. Người xếp ở vị trí thứ hai là Chu Hoành, người này luyện linh nguyên anh 6 lần. Về phần thứ ba là 5 lần, sau đó càng ngày càng ít tới hơn thứ 10 mới có một lần. Nếu như không có ngoài ý muốn, như vậy người thừa kế minh hoàng nhất định là công tôn dịch kia. Dù sao xem như Chu Hoành cũng không dám đi luyện linh lần thứ bảy, bởi vì tỷ lệ thành công chẳng những rất nhỏ, hơn nữa một khi thất bại chính là tử vong. Nguyên nhân chính là xếp hạng bia đá minh hoàng, còn có hào quang từ nó, cho nên nơi này có rất nhiều hồn tu đang ngồi. Bọn họ tầm bổ tu vi đồng thời chú ý tới tấm bia đá biến hóa. Thứ hạng này cũng không phải bất động, thường cách một đoạn thời gian sẽ có thêm mấy cái tên, hoặc ít đi một số tên những cái tên biến mất không đoán cũng biết đó là nếm thử luyện linh nguyên anh thất bại vẫn lạc mỗi khi xuất hiện một cái tên liền làm nhiều người ta bạo động bạo động cũng không lớn dù sao cái tên thêm vài chỉ là những người vừa luyện linh một lần mà thôi trừ phi là mười vị trí đầu có biến hóa mới có thể làm người ta rung động và bàn tán hôm nay trên bia đá lại xuất hiện một cái tên người phát hiện cái tên là hồn tu trung niên hồn tu này lệ thuộc quân đoàn cự quỷ chú đóng tại thành khôi hoàng mấy năm trước hắn theo quân đoàn cự quỷ đánh trường thành của tinh không đạo cực tông quay về nơi đây bây giờ toàn bộ quân đoàn cự quỷ đang tĩnh dưỡng trong thành khôi hoàng chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo lần nữa xuất phát tấn công trường thành hiện tại hắn khoanh chân ngồi trên tấm bia đá sau một lần thổ nạp kết thúc hắn mở mắt như thường lệ ánh mắt của hắn theo thói quen đảo qua bia đá muốn nhắm mắt tiếp tục tu hành liền sững sờ nghĩ nghĩ liền nhìn bia đá thêm lần nữa trong kinh ngạc, hồn tu trung niên nhìn kỹ trực tiếp nhìn vào cái tên cuối cùng, sau khi hắn thấy cái tên liền sững sốt, thần sắc mờ mịt, hắn lại mở to mắt. Khí tức biến hỗn loạn, đầu óc không hoạt động như thường, hắn lập tức khiếp sợ. Cái này, cái này, hồn tu trung niên cho rằng mình nhìn lầm, việc này quá hoang đường. Sau đó hắn dụi mắt nhiều lần, lại tập trung nhìn và không thể khống chế thân thể, hắn lập tức kêu to. Bạch, Bạch tiểu thuần tiếng kêu của hắn không nhỏ, dưới tấm bia đá yên tĩnh đã làm kinh động những hồn tu chung quanh, cả đám đều nhíu mày mở mắt ra, sau khi nghe cái tên Bạch Tiểu Thuần, bọn họ còn cảm thấy mê mang. Có thì cảm thấy quen tai, qua một lúc thân thể rung động mạnh, bọn họ chú ý tới ánh mắt của hồn tu trung niên, sau khi nhìn nhau liền kinh hô thành tiếng. Bạch Tiểu Thuần, sao có thể? Bạch Tiểu Thuần, ta nhớ ra rồi, vạn phu trưởng trường thành của tinh không đạo cực tông. Gia hỏa vô sỉ phát minh tạc lô là hắn, ta nói vì sao quen tai như vậy, đây không phải là kẻ đứng đầu tất sát bảng do Hồng Trần Tiền Bối tự mình treo giải thưởng một phần thiên nhân hồn hay sao?" Sau tiếng huyên náo truyền ra, nhiều hồn tu khiếp sợ, những người khác cũng nghe người bên cạnh nói. Sau khi nhớ lại liền biến sắc, cái tên Bạch Tiểu Thuần đối với man hoang mà nói đạt tới trình độ không ai không biết từ khi quân đoàn cự quỷ tiến công trường thành do tinh không đạo cực tông chấn thủ, cái tên này đã như cuồng phong quét ngang quân đoàn cự quỷ, sau đó bắt đầu truyền khắp man hoang. Bởi vì hắn mà quân đoàn cự quỷ đại bại vài lần. Bởi vì hắn, oan hồn man hoang tổn thất nặng nề. Bởi vì hắn, bây giờ không chỉ có trường thành của tinh không đạo cực tông, thậm chí trường thành của ba tông môn thượng du khác xuất hiện thủ đoạn chiến tranh tương tự. Khiến cho toàn bộ man hoang liên tục đại bại tạc lô hung thú loạn tụ hồn đan bất cứ thủ đoạn nào cũng làm rung động man hoang nhất là truy nã bạch tiểu thuần không ngừng gia tăng cái tên này cũng oanh động cả man hoang mà thân phận vạn phu trưởng của hắn đều là dẫm lên người man hoang tiến lên khi người này mất tích dần dần cái tên cũng bị người khác quên đi nhưng hôm nay sau khi cái tên này xuất hiện lần nữa mà là trên tấm bia đá minh hoàng bị bia đá minh hoàng xác nhận thì tiếng nghị luận và phẫn nộ bạo phát từng ánh mắt đều tập trung vào cái tên bạch tiểu thuần đứng cuối cùng không phải bạch hảo mà là bạch tiểu thuần phía sau cái tên là số một đại biểu luyện linh nguyên anh một lần bạch tiểu thuần xuất hiện hắn tại man hoang hắn không chết nhanh việc này quá lớn chúng ta phải bẩm báo dưới tấm bia đá đám người xôn xao lập tức có không ít người lấy cốt giản truyền việc này ra ngoài rất nhanh toàn bộ thành khôi hoàng chấn động khi việc này truyền ra người thành khôi hoàng nhận được tin tức phần lớn là sững sờ cảm thấy cái tên quen thuộc sau khi hỏi thăm liền khiếp sợ cùng phẫn nộ một ít người sau khi nghe cái tên bạch tiểu thuần liền nhớ tới sự kiện liên quan tới hắn bạch ma xuất hiện quả nhiên hắn không chết hắn không chỉ ở man hoang hơn nữa còn đột phá nguyên anh đáng chết đây là khiêu khích đây là khiêu khích trần trụi ta không tin bạch ma không biết hậu quả của vía hê luyện linh nguyên anh hắn đã có dự mưu muốn lấy phương thức này nói cho chúng ta biết là hắn đã tới rồi. Trong thành Khôi Hoàng Oanh động, nhất là trụ sở quân đoàn cự quỷ lại phát ra tiếng gầm, vô số thân ảnh cấp tốc bay thẳng tới tấm bia đá minh hoàng. Quá phách lối, Bạch Tiểu Thuần này ngang ngược như vậy, không coi ai ra gì, quả thật là khinh người quá đáng. Hừ, chẳng qua là nghe đồn mà thôi, ta không tin Bạch Tiểu Thuần lại trọng yếu như trong truyền thuyết, hắn chỉ là tiểu nhân vật. Chuyện lúc trước vì quân đoàn cự quỷ thất bại nên tìm một lý do mà thôi, về phần ba tông môn trường thành xuất hiện thủ đoạn như vậy. Đây hiển nhiên là trên thông thiên đảo thống nhất an bài. Trong thành Khôi Hoàng cũng không phải mọi người đều cho rằng Bạch Tiểu Thuần trọng yếu, có một số người cảm thấy quá khoa trương. Loại tiểu nhân vật này không đáng đối đãi như thế, nhưng cho dù như thế nào, khi cái tên Bạch Tiểu Thuần xuất hiện đã làm thành Khôi Hoàng oanh động. Nguyên bản, nếu không ngoài ý muốn, chuyện oanh động chỉ là tạm thời, chờ sau khi hết khiếp sợ, chẳng mấy chốc sẽ bình phục lại. Nhưng sau đó chuyện ngoài ý muốn lại xuất hiện, cái tên Bạch Tiểu Thuần trên tấm bia đá từ đứng cuối cùng lại biến hóa. Trong nháy mắt tiến vào vị trí thứ 20, phía sau cái tên của hắn là số 2. Đám người chung quanh đều ngẩn người, thậm chí chưa kịp phát ra tiếng xôn xao, cái tên Bạch Tiểu Thuần lại biến mất, lần này đi thẳng vào vị trí 15, phía sau cái tên là con số 3. Không có kết thúc, Bạch Tiểu Thuần lại biến mất, nó tăng lên vị trí thứ 8. Số lượng sau tên biến thành 4, sau đó lại quật khởi, bởi vì số lượng là 5, lúc này đám người đang xôn xao liền hít khí lạnh, dường như áp chế tới mức nhất định liền không thể áp chế được nữa, tiếng la thất thanh vang lên ngập trời. Trời ạ, à, luyện linh, luyện linh, 5 lần, Bạch Tiểu Thuần này hắn, hắn muốn làm gì? đám người mắt trợn tròn, sau đó từng người há hốc mồm, đầu óc chấn động, toàn thân run rẩy. Tin tức cũng truyền ra các nơi. Nếu như nói trước đó cái tên Bạch Tiểu Thuần xuất hiện chỉ là một số người rung động, một số người cảm thấy khoa trương, như vậy hiện tại. Từ thời gian ngắn ngủi qua đi, lúc hắn xuất hiện tại vị trí thứ tư, lại luyện Linh Nguyên Anh năm lần, đám người cảm thấy khoa trương biến thành ngưng trọng. Cái gì? Hắn luyện Linh Nguyên Anh năm lần với tốc độ cực nhanh. Bạch Ma này, hắn có ý gì, tại sao hắn làm được thời gian ngắn ngủi lại có phách lực như thế? Hắn chán sống sao? Thành Khôi Hoàng oanh động không nhỏ, thậm chí tất cả thế lực trong thành chỉ nghe tin tức này liền cảm thấy quá khoa trương, lập tức có từng đạo thân ảnh bay về phía tấm bia đá. Có rất nhiều thần thức từ bốn phương tám hướng dò xét bia đá. Lúc này Nguyên Anh của Bạch Tiểu Thuần đang đắc ý ngồi trong Quy Văn Oa, sắc mặt rất tốt, nội tâm cảm thấy cao ngạo. Ha ha, loại tu luyện như thế này làm ta ưa thích." Nguyên Anh Bạch Tiểu Thuần nói ra, khí tức kích động, hắn vui vẻ với cách làm của mình. Nhất là nhìn thấy trên Nguyên Anh xuất hiện năm đạo ngân văn, cảm thụ Nguyên Anh còn mạnh hơn trước quá nhiều liền kích động. Năm lần luyện linh có thể so với ta tu hành 60 năm." Bạch Tiểu Thuần cười to, hắn liếm môi, bắt đầu vận dụng hỏa diễm sáu màu trong nháy mắt hỏa diễm sáu màu dung nhập vào trong quy văn oa bên trong nổ tung sau đó có hào quang xuất hiện sáu lần bảy lần tám lần trong thời gian không lâu bạch tiểu thuần không dừng lại chút nào liên tục luyện linh ba lần trực tiếp luyện nguyên anh thành táo đạm ngân văn trói mắt nguyên anh chi lực bàng bạc khủng khiếp nó càng trở nên rõ ràng thậm chí sinh ra hào quang lung linh thậm chí hàn khí trong thiên địa không thể ảnh hưởng tới bạch tiểu thuần quá quá mạnh Bạch Tiểu Thuần hưng phấn, một đóa hỏa diễm chín màu bay vào quy văn oa, trên nguyên anh của hắn xuất hiện đạo ngân văn thứ 9. Không kết thúc, Bạch Tiểu Thuần lại luyện linh lần thứ 10. Sau khi hỏa diễm 10 màu bộc phát hào quang chói mắt từ trên quy văn oa bạo phát chui vào trong nguyên anh. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần cảm nguyên anh của mình đã cường đại hơn một chút, hắn hưng phấn vì cảm giác này. Cả đời hắn nghĩ lại nhiều khi nhân sinh có thể biêu hãn như thế thật sự là chuyện tốt đẹp cỡ nào những năm qua hắn không có cảm giác như vậy lúc này người trong thành khôi hoàng bị bạch tiểu thuần luyện linh thành công liên đã sợ hãi hồn phi phách tán tâm thần oanh minh chẳng khác gì từng đạo thiên lôi đánh vào đầu mình bọn họ trơ mắt nhìn bạch tiểu thuần từ thứ tư biến thành thứ ba lại từ thứ ba biến thành thứ hai không dừng lại không có chút lo lắng hắn đứng thứ nhất vào lúc này bạch tiểu thuần đã luyện linh tám lần nếu như thế cũng không phải xa xa không thể chạm, sau 8 lần là 9 lần. Cho đến 10 lần, cảnh này làm hồn tu man hoang rung động, đã kinh hồn tán đảm tâm thần như rời khỏi thân thể bọn họ. Phải biết đây là luyện linh nguyên anh đấy, hoàn toàn không giống luyện pháp bảo, pháp bảo nát có thể lấy thêm một cái luyện lại, một khi luyện linh nguyên anh thất bại sẽ hồn phi phách tán. Trực tiếp tử vong, minh hoàng có đại khí phách đám người kia nhất định lấy được truyền thừa, đối với tu sĩ đây là số mạng của bọn họ một lần dễ nói hai lần cũng có thể ba lần trở lên có tỷ lệ thất bại rất cao càng lên cao càng nguy hiểm nhưng hôm nay bọn họ tận mắt nhìn thấy kỳ tích đối với toàn bộ man hoang mà nói đây là hành vi điên cuồng không tưởng tượng nổi hắn hắn từ một lần cho đến mười lần mà không chết đáng chết đây là cái vận khí gì hắn đang tìm chết không ai có thể không bị chấn động, trong suy nghĩ của bọn họ, Bạch Tiểu Thuần đang liều mạng cũng là hành vi điên cuồng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đi luyện nguyên anh chính mình như thế. Hiện tại trong thành Cửu U, trong một phụ điện của vương điện có tiếng gầm giận dữ, sau tiếng giận dữ là một thanh niên lao ra ngoài, thanh niên này có dáng người thon gầy, tướng mạo tuấn mỹ. Sắc mặt vặn vẹo, hiển nhiên tức giận ngập trời bạch tiểu thuần chu hoành ta cửu từ nhất sinh mới luyện linh nguyên anh sáu lần ngươi lại dám mười lần sao ngươi không chết đi chu hoành giống to trong lòng hắn đắng chát nguyên bản mục tiêu của hắn là công tôn dịch hắn cảm thấy mình có nắm chắc nhất định liều một phát tối thiểu cũng có thể ngang bằng đối phương sau khi tin tức truyền tới lúc bạch tiểu thuần xuất hiện với thành tích luyện linh mười lần đã làm hắn tuyệt vọng hắn nhất định nắm giữ thủ đoạn gì đó bằng không hắn không thể thành công như vậy người tới mau tìm khắp man hoang cho ta tìm kiếm bạch tiểu thuần tới cho ta chu hoành quát lớn lập tức trong thành cửu u đã bắt đầu có hành động một đám người tuân theo mệnh lệnh của chu hoành tiểu vương ra cảnh này cũng xuất hiện tại khu vực khác trong man hoang trong từng gia tộc luyện hồn đều như thế phàm là người nổi danh trên tấm bia đá minh hoàng hiện tại bọn họ rung động và suy đoán trong này nhất định có vấn đề cho nên việc tìm kiếm bạch tiểu thuần diễn ra khắp man hoang cùng lúc đó trong thành đấu thắng thuộc bốn đại vương thành trong một túp lều nằm trên cô sơn có thanh niên khoanh chân ngồi đó thanh niên này mày kiếm mắt sáng người biết hắn đều biết sắc mặt của hắn bình tĩnh nhưng đầy cao ngạo nhưng hôm nay sắc mặt của hắn đã tái nhợt hắn không còn tự tin như trước bạch tiểu thuần sau nửa ngày thanh niên này cúi đầu nhìn cốt giản trong tay trong mắt của hắn mang theo không cam tâm bởi vì hắn chính là con trai độc nhất của vương gia mạnh nhất đấu thắng vương công tôn dịch bởi vì trong man hoang thế hệ này ngoại trừ hồng trần nữ gia hắn là người đứng thứ hai không chỉ thành cửu u thành đấu thánh oanh động thành linh lâm cũng như vậy đáng tiếc dòng dõi linh lâm vương quá nhiều thế hệ này có hơn vạn tài nguyên tương đối phân tán mặc dù cũng có kiêu tử nhưng không có hạng người chắc tiệt như công tôn dịch chu hoành chỉ có một đứa con gái trèo trống thể diện Thành cự quỷ vào lúc này cũng phát sinh oanh động như thành khôi hoàng. Biết Bạch Tiểu Thuần xuất hiện cho nên nghị luận sôi nổi. Bạch Tiểu Thuần không biết, hắn vẫn vui vẻ hưởng thụ trong Quy Văn Oa, bởi vì tốc độ tu hành cực nhanh nên cực kỳ đắc ý. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào hỏa diễm 11 màu. Hắc hắc, tiếp tục tu luyện nha. Bạch Tiểu Thuần vui sướng, Quy Văn Oa sinh ra hào quang sáng ngời, lại bộc phát hào quang rất chói mắt, trong kim quang còn có tiếng oanh minh. Trên nguyên anh của Bạch Tiểu Thuần không còn mười đạo ngân văn, lúc xuất hiện đã hóa thành kim văn sáng ngời. Kim văn xuất hiện đã làm nguyên anh của Bạch Tiểu Thuần bành trướng. Bạch Tiểu Thuần cũng hít sâu một hơi, hắn nhớ tới biến hóa sau khi luyện linh 11 lần liền bất an. Nguyên anh của ta sẽ không biến thành hình dạng khác chứ? Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, chờ tới khi kim quang biến mất, hắn cúi đầu xem xét nguyên anh của mình. Sau khi phát hiện nguyên anh không có biến hóa gì khác liền nhẹ nhõm. Mạnh hơn Dựa theo tiến độ như thế, sau khi luyện linh 14 lần, ta sẽ đạt tới nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong. Nếu như dựa theo tu hành bình thường, cho dù công pháp đỉnh cấp cũng cần thời gian trăm năm mới có thể. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, cảm thấy đây là cơ hội khó được, hắn hưng phấn luyện luyện linh 12 lần. Trong tiếng ẩm ẩm, kim văn thứ hai xuất hiện, vẫn chưa kết thúc, sau đó là đạo thứ ba. Thứ tư, sau khi Kim Văn Thứ Tư xuất thế, trên Nguyên Anh của Bạch Tiểu Thuần bạo phát khí thế muốn đột phá cảnh giới, muốn từ Nguyên Anh Sơ Kỳ bước vào Nguyên Anh Trung Kỳ. Lực trùng kích không nhỏ nhưng vẫn kém một ít, mấy lần sau đó Bạch Tiểu Thuần không thể không từ bỏ, hai mắt mở ra, ánh mắt xuất hiện quang mang khiếp sợ. Tia sáng này trói mắt cùng lúc trước lúc hắn vừa mới Nguyên Anh so sánh, tranh lệch cực lớn. Cực hạn, tuy sau khi luyện linh lần thứ 15, nhất định có thể đột phá trở thành Nguyên Anh Trung Kỳ. Bạch Tiểu Thuần yên lặng nói nhỏ, Nguyên Anh trở về nhục thân. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần nhìn Kim Văn thứ tư, trên tấm bia đá ở thành Khôi Hoàng có tên Bạch Tiểu Thuần đứng đầu bản. Số lượng sau tên biến thành 14 lần, tất cả hồn tu nhìn thấy đều mở to mắt, rất nhiều người ngây ngốc bọn họ không dám tưởng tượng. Người thừa kế minh hoàng của man hoang cuối cùng chọn Bạch Tiểu Thuần, không biết khi đó sẽ sinh ra phong bạo lớn cỡ nào. Dường như tất cả không dám suy nghĩ cũng chính thời điểm này, trong thành khôi hoàng có khí tức thiên nhân bộc phát ngập trời. Khí tức này làm thiên địa biến sắc tường vân vỡ vụn. Những cự long trong tầng mây cũng biến mất nhanh chóng, một bóng người xuất hiện trong quân đoàn cự quỷ và phóng lên tận trời, đó là một nữ tử tướng mạo tuyệt mỹ, thân thể thướt tha. Hết lần này tới lần khác sát khí bành trướng, trong mắt phượng mang theo sát cơ và điên cuồng, đó là Hồng Trần Nữ tu vi của nàng đã sớm khôi phục vốn đang bế quan không biết việc bên ngoài, tướng lĩnh dưới chướng biết hồng trần nữ có thâm thú đại hận với Bạch Tiểu Thuần cho nên truyền âm bẩm báo một phen. Sau khi nghe tin tức của Bạch Tiểu Thuần đáng chém ngàn đao kia, hồng trần nữ nổi điên, lúc này bay thẳng về tấm bia minh hoàng. Trong nháy mắt nàng giáng lâm đã nhìn chòng chọc vào cái tên đứng đầu bia đá, cả người run rẩy sát khí hóa thành thực chất. Đám người bốn phía nhìn thấy hồng trần nữ, lập tức biến sắc. Bọn họ nhanh chóng ôm quyền bái kiến, đều biết Hồng Trần nữ chính là Tân Tấn Thiên Nhân, nàng thiên tư kinh diễm tuyệt luân, tuy là thiên nhân mới nhưng chiến lực không tầm thường. Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần, đột nhiên Hồng Trần nữ ngẩng đầu, sắc mặt âm trầm mang theo hàn quang sáng ngời, trong nháy mắt nhìn tấm bia đá. Nàng hiểu Bạch Tiểu Thuần đã trở thành Thiên Đạo Nguyên Anh, nghĩ đây nội tâm nàng điên cuồng, lập tức cầm ngọc giản truyền âm cho quân đoàn dưới trướng. "Không tiếc đại giới, tìm Bạch Tiểu Thuần, ta muốn sống!" toàn bộ quân đoàn đều hành động, lần lượt từng bóng người xuyên thẳng trong quân đoàn, từng mệnh lệnh được đưa ra, quân đoàn cự quỷ bắt đầu bộc phát toàn lực theo lệnh hồng trần nữ. Đi tìm bạch tiểu thuần. Cùng lúc đó, trong thành khôi hoàng còn có một nữ tử đang nhìn chằm chằm vào tấm bia đá minh hoàng, khác với hồng trần nữ, trong mắt nữ tử này không có băng hàn, chỉ có lo lắng và suy nghĩ. Nàng chính là, nghịch hà tông trần mạn giao. Thân là người man hoang, sư tôn nàng có lai lịch cực lớn, nàng ở trong thành Khôi Hoàng có địa vị siêu nhiên, nàng vĩnh viễn không quên việc trong Nghịch Hà Tông. Không quên sự kiện tại Tinh Không Đạo Cực Tông, cũng không quên tình hình trên chiến thuyền vượt biển. Những năm qua quay về man hoang, trong đầu của nàng cuối cùng xuất hiện thân ảnh này tới thân ảnh khác, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần xuất hiện nhiều nhất. Lúc trước sau khi nàng biết Bạch Tiểu Thuần mất tích, thậm chí vô cùng có khả năng chết nàng trầm mặc nội tâm chua sót và bi thương nàng đã mất thời gian rất lâu nhưng vẫn chưa thích ứng sau khi nàng nghe tin tức về bia đá minh hoàng hô hấp của nàng dồn dập trong mắt nàng xuất hiện ánh sáng chói mắt tiểu thuần ngươi ở đâu cùng một thời gian tại thành khôi hoàng trong hoàng cung có pháp lệnh truyền ra ngoài khôi hoàng thế hệ này đang bế quan vị đại thiên sư kia có địa vị vượt xa khôi hoàng hắn mang thiên tử lệnh chư hầu vào lúc này hắn mở mắt ra lúc hắn mở mắt đám cự long trên bầu trời lẫn trốn đại địa chấn động các cường giả trong thành khôi hoàng đều run rẩy nhao nhao thu hồi thần thức không ai dám mạo phạm uy nghiêm của hắn ánh mắt đại tiên sư giống như từ bầu trời nhìn xuống nhìn vào cái tên đầu tiên trên tấm bia đá minh hoàng hồi lâu hắn thu hồi ánh mắt sau đó lại có một pháp lệnh truyền ra khắp man hoang tìm bạch tiểu thuần mang hắn tới gặp ta pháp lệnh không lấy danh nghĩa đại thiên sư truyền ra mà là lấy thánh chủ khôi hoàng thế hệ này. Kể từ đó cho dù là bốn đại thiên vương cũng ngầm thừa nhận. Trận phong bạo tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần tràn ngập toàn bộ man hoang. Thời điểm này Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra trong mật thất khi hắn mở mắt toàn bộ mật thất như bị tiềm điện xẹt qua uy áp nguyên anh bộc phát dữ dội. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn vô cùng sung sướng. Sau khi hắn cẩn thận kiểm tra thân thể, phát hiện mình đã là Nguyên Anh sơ kỳ đại viên mãn, lúc này hắn kích động nhất là nhìn thấy trên Nguyên Anh có bốn đạo kim văn, hắn đắc ý không chịu nổi. tay áo hất lên, cánh cửa bế quan mở ra, bạch tiểu thuần nghênh ngang đi ra ngoài. Thời điểm đang suy nghĩ nên đi rêu rao một chút để đám người kia biết mình không phải kết đan. Thần thức bao phủ bốn phía, vào lúc đó sắc mặt bạch tiểu thuần biến hóa. Trong thần thức của hắn có tiếng nghị luận của nhiều người. Mà cái tên bị người ta nghị luận làm Bạch Tiểu Thuần giật mình không nhỏ, tất cả tâm tư khoe khoang và vui sướng biến mất không còn lại gì, chỉ còn lại kinh hoàng và sợ hãi. Nghe nói chưa? Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, ngươi không biết Bạch Tiểu Thuần sao? Ta nói cho ngươi biết, luyện linh nguyên anh 14 lần đấy, đây là việc điên cuồng, không ngờ có người làm được. Khôi Hoàng hạ chỉ tìm khắp man hoang cũng phải bắt sống người này. Nên như vậy, bằng không? nếu hắn trở thành người thừa kế minh hoàng thì nó sẽ biến thành trò cười lớn từng đoạn nói chuyện đã làm bạch tiểu thuần sợ hãi sắc mặt tái nhợt thân thể suýt hư thoát bởi vì hắn quên mất một điểm mấu chốt luyện linh nguyên anh sẽ xuất hiện trên tấm bia đá minh hoàng xảy ra chuyện lớn bạch tiểu thuần khóc không ra nước mắt nội tâm rất hối hận suy nghĩ bản thân mình đang tìm đường chết trong nội tâm hoảng loạn hắn lập tức bỏ suy nghĩ đi khoe khang càng hạ quyết tâm, mình có thể cũng không lộ nguyên anh để người ta phát giác, cũng may mặt nạ của hắn đã luyện linh nhiều lần, càng cường hãn hơn xưa, lực ẩn giấu kinh người. Hắn từ đầu đến cuối cũng không buông lòng ẩn tàng, cho nên giờ phút này mặc dù trở thành nguyên anh nhưng không có người nào biết. Thấy bảng dịch cần chỉnh sửa điểm nào hoặc đề xuất chuyện quý đạo hữu comment bên dưới. Hẹn gặp lại quý đạo hữu trong movie sau.